là tin tức tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, qua xác lập chuyên án điều tra, mới đây công an quận Bình Thạnh vừa triệt phá hai đường dây tín dụng đen chuyên cho vay với lãi suất cao ngất ngưỡng. Hai nhóm cho vay lãi nặng nhắm vào bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở hai bệnh viện lớn trên địa bàn. Theo điều tra, lợi dụng hoàn cảnh cấp bách của người dân đi khám bệnh tại bệnh viện ung bướu, bệnh viện nhân dân gia đình, đối tượng Đặng Thị Hoa 52 tuổi cho vay lãi nặng, số tiền vay từ 500.000 đồng đến 60 triệu đồng với lãi suất 30% một tháng. Sau khi được vay thì người vay phải đóng phí dịch vụ 10% tổng số tiền vay và đóng trước tiền góp, tiền lãi một ngày đầu, sau đó mới được nhận số tiền phần còn lại. Tô Bá Nguyên, 28 tuổi, được thuê đi đòi nợ với mức lương 9 triệu đồng một tháng. Đến thời điểm bị bắt, nhóm của Hoa đã cho 22 người vay tổng số tiền 259 triệu đồng với lãi suất từ 360% đến 720% một năm. Với thủ đoạn tương tự, nhóm của Hà Quốc Huy, 45 tuổi và Mai Thị Bỉ Linh, 48 tuổi, cho vay với lãi suất từ 120% đến 730% một năm, thu lợi bất chính với số tiền hơn 412 triệu đồng trong quá trình đòi nợ huy nhắn tin đe dọa khủng bố mang mã tấu đao kiếm đến tận nhà tận nơi làm việc của người vay để chửi bới đe dọa sỉ nhục ép người vay trả tiền hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh đang tiếp tục xử lý vụ việc